Dương Siêu Việt hiện là một trong những nữ ca sĩ, diễn viên Trung Quốc sở hữu cho mình một vẻ đẹp mong manh, ngây thơ và thuần khiết. Cô được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Mặc dù nhan sắc hơn người, tuy nhiên tài năng diễn xuất của cô nàng không được khán giả đánh giá quá cao và bị gắn cho cái mác là bình hoa di động. Và nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về quá trình cuộc đời, sự nghiệp của Dương Siêu Việt, thì hãy cùng theo dõi tiếp video này của blog giải trí các bạn nhé! Xuất thân của Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt có tên gọi khác là Tiểu Việt, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1998 tại Đại Phong, Diêm Thành, Giang Tô, Trung Quốc. Cô là ngôi sao cũng có chút tiếng tăm trong giới giải trí của Hoa ngữ. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Dương Siêu Việt sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn nghèo ở Đại Phong, Diêm Thành, Giang Tô. Tuổi thơ của cô thì không được hạnh phúc như biết bao nhiêu bạn bè trang lứa bởi do bố mẹ của cô ly dị từ khi cô còn rất nhỏ. Và chính vì hoàn cảnh gia đình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thế nên sau khi học hết trung học cơ sở thì Dương Siêu Việt đã bỏ học để trở về phụ giúp cho bố san sẻ khó khăn kinh tế. Trong khoảng thời gian này, cô làm khá nhiều những công việc để kiếm sống, như là nhân viên chạy bàn ở trong quán cà phê, công nhân làm thuê ở một xưởng may, vân vân. Con đường sự nghiệp của Dương Siêu Việt. Những năm đầu tiên tiến vào showbiz. Năm 2016 là thời điểm lúc Dương Siêu Việt có tham gia vào cuộc thi tuyển chọn do công ty Văn hóa Văn Lang tổ chức. Và sau khi vượt qua nhiều vòng thử thách, cuối cùng cô đã trở thành thực tập sinh của công ty này. Trong thời gian làm thực tập sinh, Dương Siêu Việt cùng với 7 thành viên khác cùng nhau luyện tập và thành lập ra nhóm nhạc Cầu Cầu Bảo Bảo Bối. Sau một năm làm thực tập sinh, đến năm 2017, cô ra mắt với khán giả trong vai trò là thành viên của nhóm nhạc CH2. Ngoài ra, cô cùng với các thành viên khác phát hành một số ca khúc, chụp hình cho một số dự án để quảng bá game online, thực hiện tổ chức livestream, giao lưu cùng với fan hâm mộ. Đến năm 2018, cô cùng với 2 thành viên khác ở trong nhóm, thay mặt đại diện cho công ty, tham gia chương trình truyền hình thực tế, Sáng tạo 101, đồng thời lọt vào top 3 chung cuộc trong đêm chung kết, với 138.560.781 lượt bình chọn, và là cái tên sáng giá trở thành thành viên của Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101. Tuy nhiên, cô nàng mỹ nhân họ Dương cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều đến từ khán giả khi họ cho rằng vũ đạo cùng khả năng ca hát của cô chưa thực sự xuất sắc so với những đối thủ khác. Từ đó mà trong suốt 2 năm làm thần tượng, Dương Siêu Việt không có một chút tiến bộ nào ở trong ca hát. Sự nghiệp diễn xuất trên màn ảnh. Dương Siêu Việt có khuôn mặt nổi bật cùng với danh tiếng nổi lên thông qua cuộc thi tìm kiếm thần tượng. Mặc dù cô không được đào tạo về khả năng diễn xuất, tuy nhiên cô lại được đạo diễn giao cho những vai diễn chính trong những bộ phim truyền hình, có thể kể đến như sau: Cực Hạn 17, Vũ Nhi Đồng Hành năm 2017, Thả Thính Phượng Minh năm 2020, Em Đến Cùng Mùa Hè năm 2020. Tuy nhiên, khả năng nhập vai diễn của mỹ nhân này bị chê là thảm họa, diễn đơ và không thể hiện được cảm xúc của nhân vật. Dương Siêu Việt tham gia 6 bộ phim thì có đến 5 bộ phim bị mỉa mai và không biết cách diễn xuất. Chỉ có duy nhất là vai diễn Đỗ Quyên trong tác phẩm Thành Phố Lý Tưởng năm 2021 là được đón nhận cảm tình của khán giả. Bởi lẽ vai diễn này dường như là được Donnie đóng giày cho cô vậy đó. Vai diễn Đỗ Quyên trong bộ phim Thành Phố Lý Tưởng có tính cách hoạt bát, trong sáng và năng động, khá giống với Dương Siêu Việt ở ngoài đời. Chính vì thế mà cô có thể diễn xuất một cách khá là tự nhiên và không gượng ép. Tuy nhiên, vai diễn này cũng không thể giúp cho cô thoát khỏi cái mác là bình hoa di động được. Sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo, có độ nổi tiếng tương đối cao, công ty chủ quản tiếp tục giao cho cô nàng rất nhiều tác phẩm phim ảnh khác. Đồng thời, cô cũng nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh cho tạp chí, tham dự trong các sự kiện, show diễn thời trang, trở thành khách mời, người chơi của một số chương trình thực tế khác. Sự nghiệp của Dương Siêu Việt bị ảnh hưởng vì lệnh cấm mới. Vào tháng 8 năm 2021, ngành giải trí Trung Quốc đang siết chặt và ngăn chặn những hành vi lợi dụng đồ nổi tiếng để kiếm lợi nhuận. Như vậy mà những nghệ sĩ lưu lượng nổi tiếng nhờ vào việc đó là được lăng xê sẽ bị đào thải dần dần. Và Dương Siêu Việt cũng thuộc hàng nghệ sĩ lưu lượng của Trung Quốc. Và chính lệnh cấm của Tổng cục đưa ra khiến cho sự nghiệp phim ảnh của cô khó có thể phát triển tiếp. Từ đó bắt buộc cô phải trau dồi lại kiến thức cũng như khả năng diễn xuất của bản thân mình. Chỉ có vậy thì mới giúp cho Dương Siêu Việt có tư cách xuất hiện trong các dự án phim truyền hình, phim điện ảnh lớn nhỏ khác. Những bộ phim mà Dương Siêu Việt đã tham gia: Cực Hạn 17, Vũ Nhị Đồng Hành năm 2019, Tương Dạ 2 năm 2020,
Thả Thính Phượng Minh năm 2020, Em Đến Cùng Mùa Hè năm 2020, Trường An Nặc năm 2020, Thành Phố Lý Tưởng năm 2021, Luận Anh Hùng Ai Mới Là Anh Hùng năm 2022, Trùng Tử 2023, Bảy Kiếp May Mắn 2023, Nhà Có Chị Em Gái năm 2023. Câu chuyện đời tư của Dương Siêu Việt. Nổi tiếng nhờ nhan sắc và không có tài cán nào, Dương Siêu Việt luôn bị anti-fan tấn công, trong đó có một số anti-fan chê bai về quá khứ học vấn thấp của cô nàng. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ diễn viên đã đáp trả lại. Vậy thì bạn đang rất hạnh phúc đấy nha, nghe nói cuộc sống đại học tuyệt vời và thú vị lắm. Nhờ vào câu trả lời khôn khéo này mà Dương Siêu Việt nhận được rất nhiều lời khen không ngớt đến từ khán giả. Đồng thời, nhiều người hâm mộ kêu gọi tẩy chay những hành động kém văn minh, miệt thị xuất thân, chê bai học vấn của các ngôi sao. Qua video này, chắc hẳn các bạn đã biết rõ hơn Dương Siêu Việt là ai, cũng như biết về cuộc đời, sự nghiệp của mỹ nhân 9X này rồi phải không nào? Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về mỹ nhân này, các bạn nhớ theo dõi và Blog Giải Trí các bạn nhé! Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.